Kịch bản đâu rồi? Đầu tiên dẫn FC học FC. Chị về Việt Việt Nam chị học FN. Em tham gia em dẫn cho chị nha. Dạ được. Và ở xin dẫn FN không biết sao như thế nào. Rung quá. Phan Thu Phương không biết có Phan Nguyên Khang đây. Ôi, chị em mình từng bừng trên sân khấu này gặp fan nha. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Kêu mình ra nha. Là ông trả lão nhân vật của buổi học mặt đến đây. Xin được giới thiệu đó chính là... Đó là... Hãy cùng chào đón đó là... Anh Phong. Một chào đây để chào đón nữ ca sĩ Tu Phương để đến đây. Anh Phong. Hôm nay không khí vô cùng tuyệt vời nha các bạn. 4 giờ là trước đó là 3 giờ là khán giả đã đến rất là đông và đã ngồi sẵn để mà chờ đợi chị Thu Phương. Và hôm nay thì kế hoạch đã diễn ra là trễ 1 tiếng so với deadline, đáng lý là 5 giờ rưỡi đã kết thúc nhưng mà 6 rưỡi mới kết thúc, bởi vì chị Phương chị rất là vui với cái buổi gặp mặt đầu tiên này và Khang cũng đã cùng với chị Phương mang đến rất là nhiều cái cảm xúc. Mẹ con nói là mẹ con rất muốn kiểu con hát theo cái vai của cô rồi cái thứ, tại vì mẹ con rất là thích giọng của cô. Nên là con hát thì con chê cũng mệt. Làm sao để hát hay như cô vậy cô? Nhưng mà bây giờ nhà em đã đi tới chặng đường nào rồi? Bây giờ là mình làm 50% giống chị Phương chưa hay là... Chưa được 1/3 nữa. Bây giờ hát thử một câu đi. Hát một bài nào của chị Phương đi. Một bài hát thử đi. Chơi chơi đó. Thì em đây cô giống bao nhiêu mà em có khả năng khả thi không à? Cô ơi, xuống kèm liền cô. Xuống kèm liền. Bây giờ em biết vì sao ngồi nghe mình hát để chứng minh cho mẹ thấy là con là một cái phiên bản hoàn toàn khác, con có thể hát những bài của chị Phương đi theo cách của riêng con, đúng không ạ? Đối tượng hát của riêng con. Và thật sự là chị Phương hôm nay tặng quá là nhiều quà cho fan luôn. Khác hơi bất ngờ nhà lì xì, rồi quà tặng và CD rất là nhiều thứ. Và sau cái buổi dẫn FN meeting này, Khác hy vọng là sẽ có nhiều dịp làm việc hơn với chị Phương trong tương lai và cũng sẽ có thêm nhiều cái sản phẩm làm cùng với chị Phương để mang đến những cái món quà đặc biệt cho khán giả ha.
1, 2, 3. Hẹn gặp lại các bạn trong những hậu trường tiếp theo. Yeah. Bye bye.